Tại sao trên mặt của chị môi đỏ chót như là phổi của cá, còn nữa mắt xanh giống như rong biển vậy? Cô nói tôi nhìn giống phổi cá và rong biển? Rati, ba nè chỉ muốn chào hỏi thôi. Đây là Rati, cô ấy là thư ký riêng của tôi. Chào cô Rati. Sao cô lại bái tôi? Vì ngươi cô nhìn già hơn tôi nhiều, cho nên tôi bái cô là đúng rồi. Dạ, rất nhiều. Thôi tôi đưa cô ấy vào trong phòng trước nha. Cô nghĩ cô là ai chứ?